cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2021 do Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức. Dòng chung kết của cuộc thi diễn ra vào sáng ngày 18 tháng 12 với sự tranh tài của 17 dự án ý tưởng. Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2021 được diễn ra từ tháng 6 năm 2021, thu hút 103 ý tưởng, dự án đến từ 10 tỉnh thành phố tham gia, tập trung vào 4 lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, mô hình kinh doanh mới, giải pháp chế biến, khai thác, tạo giá trị gia tăng, tài nguyên bản địa, dân dân. Qua sơ khảo và bán kết, ban giám khảo đã chọn 13 dự án và 4 ý tưởng vào dòng chung kết của các tác giả đến từ các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Bạc Liêu, Bình Dương và thành phố Cần Thơ. Trong buổi sáng, các tác giả của các dự án, ý tưởng sẽ lần lượt trình bày giải pháp dự án của mình với hội đồng giám khảo. Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm và ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho các thí sinh vào buổi chiều cùng ngày. Qua 5 năm triển khai, cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp đã thu hút 374 ý tưởng dự án phát triển kinh tế khởi nghiệp tham gia. Qua đó phát hiện lựa chọn, định hướng, hỗ trợ cho nhiều dự án ý tưởng khởi nghiệp triển khai trong thực tế có hiệu quả, tham gia tốt và đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp cấp khu vực và toàn quốc góp phần tích cực vào việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh